Chào mừng các bạn đến với chương trình học phát âm tiếng Trung cùng Dalia. Hôm nay chúng ta cùng học bài 6, âm cuống lưỡi. Âm cuống lưỡi gồm các âm sau: cưa, khưa, khưa. Bây giờ chúng ta sẽ học lần lượt từng âm một nhé. Trước tiên chúng ta cùng học cưa. Khi phát âm cưa thì cuống lưỡi nâng lên cao sát ngạc mềm, sau đó hạ nhanh cuống lưỡi xuống để luồng hơi bật mạnh ra bên ngoài. Cưa, cưa. Chúng ta nhớ là mình sẽ phải phát âm ở phía bên ngoài. Cưa, cưa, rất chính xác. Tiếp theo, khưa, tương tự như cưa thì cuống lưỡi cũng để lên ngạc mềm, sau đó chúng ta sẽ phải dùng lực đẩy hơi thật mạnh ra bên ngoài. Khưa, khưa, lại nhé, khưa. Và khi phát âm, chúng ta sẽ phải phát âm ở phía bên ngoài. Ưa, khưa. Nào, chúng ta cùng để thật mạnh nào. Khưa, khưa, khưa. Có nhiều bạn phát âm này hơi khó, sẽ phát âm khưa giống tiếng Việt là khờ, tức là hơi đi từ dưới này lên này, phát sát ra bên ngoài, không đúng. Khưa, vì chúng ta sẽ từ đây để mạnh hơi ra bên ngoài. Khưa, cùng làm lại nhé. Khưa, từ đây. Khưa, khưa, đúng rồi. Và cuối cùng, khưa, khưa. Cuống lưỡi để lên ngậm mềm và hơi từ dưới cổ họng đi lên rồi ra bên ngoài. Ở đây có sự ma sát. Khưa, không giống như là hưa trong tiếng Việt. Hưa, hưa, hờ, hờ. Còn đây là có cái sự ma sát như vậy. Và chúng ta cũng lại ghi nhớ phát âm ở bên ngoài. Chúng ta cùng làm lại nhé. Rồi, bây giờ chúng ta làm lại cả nhóm âm cuống lưỡi. Cưa, khưa, khưa. Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc những từ có chứa những thanh mẫu chúng ta vừa học nhé. Cổ, phát âm ở phía bên ngoài. Cổ, thanh ba, cổ. Mẹ, của, a, mẹ, mẹ, của. Lại nào, mẹ, của, rất tốt. Quy, u, y, vốn là u, e, y, đọc là quy. Khi mà ghép với thanh mẫu thì phải bỏ e đi, vẫn đọc là quê. Và thanh điệu sẽ đánh ở trên y. Chúng ta cùng đọc quê, ngang ra, quê. Đọc phía bên ngoài, quê, quê. Đúng rồi. Không thiếu, không bật hơi. Không, không thiếu. Cả hai âm tiết này đều bật hơi. Khung thiếu, lại nào, khung thiếu, rất tốt. Khăn, bật hơi và thanh 4. Khăn, lại nào, khăn. Khổ, chúng ta cũng phải bật hơi. Khổ, khổ, đúng rồi. Khưa, thanh 1, ngang ra nhé. Khưa, có cái sự ma sát ở dưới này. Khưa, đúng rồi. Hoa, hoa. Khải, khải, khải. Láo hủ, hai thanh ba đi liền nhau, thanh ba từ nhất biến thành thanh hai. Láo hủ, hủ, láo hủ. Rất tốt, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại theo cô nhé. Cổ, mẹ, của, quê, không thiếu, khăn, khổ, khưa, hoa, khải, lão hủ. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi.
Xin chào và hẹn gặp lại. Zaijian.